Hello, mình sẽ hướng dẫn sử dụng dập trong bộ 12 cặp cột tóc này nhé. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn từ mẫu 1 đến mẫu 6. Thì để có được mẫu 1 thì đầu tiên mình hướng dẫn mẫu 6 trước nhé. Tại vì cái nào nó cũng liên quan đến cột tóc scrunchy. Thì cái cột tóc scrunchy này là trong hình mẫu này là một loại van phối màu. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ có các loại kích thước này. Các loại kích thước này, trong cái mẫu mình cắt này là kích thước 6 nhân với lại là 6 nhân với 60 là căn bản để cho các loại cột tóc. Đây là một khổ giấy 30. Thì cái này là 6, vậy là cắt cái này ra ship đôi lại, cái này ship đôi lại là 60, nhưng mà thực chất thì không cần. Thực chất thì mình chỉ cần là một khổ vải như này. Mình dùng thước đo. Mình dùng thước đo. Mình dùng thước đo 6, nếu mà với cột tóc bình thường là 6, còn với cột tóc tay thỏ thì mình có thể là cắt là 7 cũng được để cho cái cột tóc nó to lên. Thì mình cắt 7 và khi mình sẽ cắt ở đây và mình xé thì nếu mà mình chọn khổ vải thô là 1m4 hoặc là 1m55 thì một cái cột tóc này mình sẽ chia, một cái dây này mình sẽ chia được là mà chia đều là 3 đoạn là được 3 cái cột tóc tròn. Rồi là một cái dây nữa mình sẽ cắt được 6 cái 6 miếng là 3 cái cột tóc tay thỏ như này. Ba cái cột tóc tay thỏ thì đây. Đây là một quay trở lại cái cột tóc scrunchy nhá. Thì cột tóc scrunchy thì mình sẽ có các kích thước này, 8 x 60, 10 x 70 là cái cột tròn mình hay cột ấy, 12 x 100 là dạng cột như thế này nè. Đó, hoặc là kích thước mình mong muốn thì tùy mình tính sửa đổi nhá. Cái thun thì nếu mà dành cho trẻ em thì dùng thun nấc hoặc là cái thun cái thun nấc như này. Hoặc là mình dùng cái thun bản 1 cm nhá. Của người lớn là cắt từ 17 đến 18 cm, của trẻ em là 15 đến 16 cm thun nấc, rồi tùy mình làm quen thì mình điều chỉnh. Đâu, đây, đây là như này. Rồi khi mà mình đã có được cái cột tóc cơ bản này rồi nhá. Đây thì mình sẽ làm được này. Mình sẽ làm được từ cột tóc hoa văn này. Đây là kích thước 8 x 60 này. Hoặc là mình có thể phối màu gen này. Đây như này, mình có thể phối màu gen ha. Bây giờ mình quay trở lại với cái số 1 là cái cột tóc tay thỏ. Đây, cột tóc tay thỏ. Thì đây là mình dùng ở trong này ghi là 7 x 60 để cùng với kích thước của cái tay thỏ này nè. Là mình cắt một cái miếng đây, cắt từ đây tới đây. Đây là biên nha, tính từ biên này. Nhớ là cắt không phải cắt dọc biên mà là biên này, tính từ biên vào này, cắt tới đây 7 cm. Và mình thường là mình vải mình lấy tay mình xé thì nó thẳng hơn, bởi vì mọi người sẽ không có cắt được thẳng đều á. Thì cái sớ vải nó đúng sớ vải này. Xong là mình sẽ cắt được. Nếu mà mình làm nhiều thì mình sẽ cắt từng dải vải một, thì mình sẽ được 3 cái dải vải này của một cái dây dài và 6 cái này của một cái dây dài nữa. Nhưng mà nếu mà làm ít thì mình cắt 7 cm, rồi mình đo cắt cái này. Cắt cái này là nhân với 60 này. Rồi cắt cái dọc này ra. Cắt cái dọc trong hình này ra là được cái hình như này. Đó, là mình sẽ được cái hình như này. Thì khi một cái hình như thế thì mình sẽ gấp vải như này. Gấp vải như này. Theo hình nhá. Gấp vải này, một cái vải dài. Mình sẽ gấp như này. Mình sẽ gấp như này. Nếu mà muốn ấy, nếu mà muốn để may luôn á thì mình sẽ gấp lần trái. Mình sẽ gấp lần trái. Đây là được một lần đúng không? Đây là được một lần này. Gấp thêm một lượt nữa. Thêm như này. Đó. Xong là mình cắt cái này đi, rồi mình cắt theo. Và mình sẽ được một cái dây dài như này, một cái như này. Thì khi đó cái video may thì mình sẽ có riêng nhé. Đó, rồi khi đó mà mình may thì mình sẽ được những cái cột tóc tay thỏ.
Đây, mình sẽ được những cái cột tóc tai thỏ như thế này. Mình có thể sửa nhỏ được này, hoặc là mình có thể làm to, làm nhỏ, tăng kích thước này. Nhưng mà đầu tiên là mình phải nắm được cái cơ bản đã. Nếu mà mình làm cái quá nhỏ hoặc quá to ngay ban đầu thì nhìn nó không cân đối, sẽ không ưng. Nên mới là cần cái dập này để cho mọi người không mất thời gian phá vải á. Rồi, tiếp tục đến cái cột tóc thứ hai là cái cột tóc bông hoa. Đây, cái cột tóc bông hoa thì mọi người về cắt nó ra, mọi người cắt cái hình tròn này ra làm dập, xong rồi mình sẽ có được cái hình như này. Mình có xong mình đặt lên vải mình cắt thì là được 5 hình. Vải thì mình hay dùng là vải này nè, vải von này nè, hoặc là vải thô như lúc rồi làm có tọc tai thỏ cũng được, những cái này mềm nè. Thì khi mà mình làm cái đấy thì mình sẽ dùng chun này để cho ra. Đây có thể là vải van trơn này, vải van này, thừa vải van này. Rồi mình sẽ dùng nút này, mình sẽ dùng nút này, rồi một cái dây chặn ở phía sau bằng vải nỉ nè, tùy màu mọi người thích ha. Đó, thì sẽ có video hướng dẫn riêng ha. Tiếp tục là đến bờm tóc này. Cái bờm tóc này thì mình sẽ dùng là 3 trong 1. Cái nơ này thì sẽ có ở video sau, hoặc là đọc trong này thì sẽ có hướng dẫn ha. Đây là ứng dụng của bông hoa vào trong cái nơ. Đây là một cái nơ tai thỏ đây. Nơ tai thỏ thì mọi người vẽ theo, cắt dập theo và làm giống như cái cột tóc tai thỏ vừa rồi á. Rồi là mình sẽ kết vào ha. Cái bờm thì mình hay dùng cái này. Nếu mọi người dùng cái bản mà 1.5 ấy thì nó nhỏ hơn và nó đều vuông ấy thì cái bờm nó sẽ rất là ôm. Còn đây, mình dùng cái bờm này thì nó sẽ rất là ôm này. Ở dưới là mình dùng dây dán chân bờm ha. Như này là xong một cái bờm rất là đẹp và chắc chắn nhá, chắc chắn hơn là mua ngoài. Đó. Đây là đều có cái hướng dẫn này. Đây là cái chiều dài của bờm. Nếu mà bờm 1.5m thì mình sẽ cắt 8 x 36. Nếu mà bờm 2.5m thì mình cắt như này. Tiếp tục là cái mẫu thứ đây là mẫu mình chót tới xong mẫu thứ 5 rồi nhá. Cái mẫu vừa rồi là mẫu thứ 5. Mọi người cứ nhìn hình rồi xem ha. Nắm qua được một lượt đó. Mẫu thứ ba này thì là nó là cái này, nó chính là cái này, cái kẹp như này, rất là dễ thương ha, kẹp lên mái một bên hoặc là cột lên kẹp hay là hai bên hay như nào đó. Thì cái này mình cũng cắt dập ra, rồi là cái này là đường ship đôi ha. Đây, mình sẽ cắt. Đây là ví dụ ở miếng vải thì đây là mở ra, đây ship đôi nè. Để hở hai bên nè. Để hở hai bên này, rồi may lộn ra. Cái đường chặn này thì mình có thể dùng dây di băng. Mình có thể là dùng dây di băng như này. Đó, thì liên hệ mình hoặc mua các bạn tự có cũng được thì nó dễ hơn, bởi vì là cái đường này nè, ở đây này nó sẽ gọn đẹp này. Còn nếu không thì mình may cùng màu vải cũng được. Đây. Cái mẫu tiếp theo là mẫu nơ. Cái mẫu nơ bé gái này thì cái này cũng rất dễ thương ha. Thì cột phía sau này như này. Đó, thì mình có thể dùng cái chun này hoặc là dùng cái chun như này. Thì đây mình cũng đã vẽ dập hết rồi ha. Cũng là cái này là gấp đôi, cái này là ship đôi này. Đó. Rồi là cái cột tròn này. Chất liệu cái này thì nên dùng là chất liệu vải thô ha. Cùng với cái nơ lúc nãy là một bộ đó. Cùng với cái này là mình làm ở bộ quà tặng này. Bây giờ mình quay trở lại với cái mẫu bờm này ha. Tại vì lúc nãy có một cái chi tiết là nếu mà là bờm sơ sinh ấy. Đây. Mình sẽ mua cái thun bờm sơ sinh to như này. Đó, nó giãn này. Cái này mình làm bông hoa lên xong rồi mình đính. Khi mấy thì kéo nó sẽ ra như này. Và mình dán một cái miếng vải ở phía sau nó cho chắc. Hoặc là có một cái này thì
Mình rất thích nó mềm này. Cái này mọi người cũng mua trên mạng này. Đây, theo chiều, kích thước, màu sắc mà mình mong muốn. Thì cái này thì nên mua theo mét thì nó đỡ phí hơn nè. Đó.